Với ưu thế là quần đảo lớn nhất khu vực miền Bắc, diện tích 2.171,33 km2, đất liền 581,83 km2 và mặt biển 1.589,5 km2, tập hợp hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, Vân Đồn được đánh giá là có những tiềm năng nổi trội để xây dựng một đặc khu cùng với Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Lịch sử đã chứng minh qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Vân Đồn được xác định là thương cảng đầu tiên của Việt Nam, mở ra thời kỳ giao thương bằng đường biển cực kỳ thịnh vượng, kết nối với nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia. Ngày nay, trong xu thế phát triển toàn cầu hóa, Vân Đồn được đặt trong quy hoạch phát triển liên hoàn quốc gia và kết nối với quốc tế. Khát vọng xây dựng một đặc khu phát triển nhanh, bền vững với nền sản xuất trình độ cao, hệ thống dịch vụ phát triển cao cấp, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, an sinh xã hội ngày càng tốt hơn cho Vân Đồn đã được tỉnh Quảng Ninh nung nấu trong hơn 10 năm qua. Cũng trong hơn 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tham khảo, xây dựng, kiên trì vận động, thuyết phục bằng những căn cứ khoa học, bằng minh chứng cả từ lý luận và thực tiễn để xây dựng đặc khu Vân Đồn. Với mong muốn bằng thể chế đặc biệt, bằng đột phá về hạ tầng cứng, hạ tầng mềm tốt nhất thu hút các nhà đầu tư, để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ra vàng, lại đầu tư bằng vàng trên đặc khu này. Để thực hiện khát vọng đó, chỉ tính riêng về chuẩn bị cho hạ tầng cứng, trong giai đoạn 2012-2017, tỉnh Quảng Ninh đã huy động và thu hút trên 57.600 tỷ đồng, tương đương 2,62 tỷ USD để cải thiện kết cấu hạ tầng và đầu tư các công trình động lực. Đáng chú ý, vốn đầu tư ngoài ngân sách chiếm tới 70%, chủ yếu bằng hình thức đầu tư PPP. Trong đó, lộ trình cao tốc nối cao tốc đang được tỉnh thực hiện một cách thần tốc. Dự kiến đến hết năm 2018, tỉnh sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc nối Hải Phòng qua thành phố Hạ Long và đến Vân Đồn. Qua đó, rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Vân Đồn chỉ còn 2 tiếng đồng hồ thay vì 5 tiếng như hiện nay. Quảng Ninh cũng là địa phương có cảng hàng không tư nhân đầu tiên do Việt Nam thiết kế, thi công và cũng là cảng hàng không đầu tiên trong cả nước do cấp tỉnh thực hiện bằng hình thức đầu tư BOT. Dự kiến cuối năm 2018, dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được vận hành khai thác. Lộ trình đến hết năm 2020, Quảng Ninh sẽ hoàn thành kết nối cao tốc từ Vân Đồn đến thành phố Móng Cái và đưa vào sử dụng đồng bộ các loại hình giao thông đường cao tốc, đường biển và đường hàng không kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế. Dù mô hình đặc khu chưa được thiết lập, nhưng Vân Đồn đã và đang được các nhà đầu tư tìm hiểu mong muốn phát triển các dự án mang tầm đặc khu. Trong đó phải kể đến dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có kinh doanh casino tại Vân Đồn, diện tích hơn 2,5 nghìn hectare, tổng mức đầu tư 2 tỷ USD, trong đó vốn góp của nhà đầu tư Sun Group khoảng 312,5 triệu USD. Tổ hợp du lịch Sonasi Dragon Bay của tập đoàn CEO Group với số vốn đầu tư là 4.950 tỷ đồng, quy mô 94 hectare. Dự án Furama Hạ Long Việt Nam Resort Villas, khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng do tập đoàn FLC đầu tư, quy mô vốn 46.000 tỷ đồng. Các nhà đầu tư khi đến với Vân Đồn đều bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng trong tương lai không xa. Vân Đồn sẽ là khu thịnh vượng trên tiêu chí xanh và bền vững, nơi hội tụ trí tuệ, lan tỏa lợi ích. Và Quảng Ninh không giấu giếm khát vọng xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn nhằm khai thác tối đa tiềm năng, giá trị khác biệt và các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của Vân Đồn và khai thác, phát huy tốt nhất di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, đưa Vân Đồn trở thành cực tăng trưởng trong khu vực, tạo sức lan tỏa, lôi kéo sự phát triển của vùng và cả nước.